Sáng 24 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Trần Văn Đức để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, được xác định là chị H sinh năm 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Nạn nhân bị đa chấn thương, mất máu cấp. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tiến hành xác minh, điều tra và bắt giữ nghi phạm Trần Văn Đức. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị H làm cùng công ty, Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để chị H ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H tử vong, lấy tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.